Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là hai chiếc cục đẩy đến từ thương hiệu là Crest Audio và MUF. Đấy nha. Thì em sẽ cho các bác xem cái thông số của chiếc cục đẩy Crest Audio. Đấy, con này thì các bác nhìn đây, máy khá là nhiều sò, đếm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 22. À, 44 sò, tổng công suất là 44 sò, nhưng đấy là tổng là cả máy tất tần tật là 44 sò. Còn về phần công suất thì đây bây giờ sẽ tìm kiếm cái thông tin công suất của cái chiếc cục đẩy Crest Audio này các bác nhé. Con này thì hôm đâu của em xem thì nó là vào 700W ở 8 ohm và 4 ohm hình như nó 1200W thì phải. À đây. Crest Audio CA12. Đấy. Thì đây em sẽ zoom lên cho các bác xem nhé. 700W 8 ohm này, 4 ohm là 1200 này, 2 ohm là 1400 này. Dồn hai kênh là 2400 này, dồn hai kênh ở 4 ohm đó là 2800 này. Đấy nhá. Crest Audio vào đúng trang web của hãng luôn này. Đấy. Con này là đời máy 2007. Các bác nhá, đời máy là 2007. Bây giờ em sẽ tiếp tục em tìm cái thông số của cái cục đẩy mà UF. Và UF các bác nhá, mà UF DPA. Đây, em sẽ tìm kiếm luôn trên đây, DPA 1130. Máy rất là xịn. Con này thì là mạch class TD các bác nhá. Mạch class TD. Xịn sò cao cấp. Đấy. Đây các bác xem luôn. 1 2 3 4 5. Đấy, 5 con nhưng có 4 con công suất chính thôi. 1 2 3 4 con này đệm. Con này là đệm sẽ xuất ra. Máy thì class TD chính thống nhé, không phải là hàng class H hô biến đâu. Các bác nhìn này, có hai cuộn dây, nó có lõi ferrite này. Và đây là cuộn tải này, trước loa này. Đấy. Tụ nguồn là 200V 4700mi. Con này thì em đang tìm mà vẫn chưa thấy thông số thì nhưng mà các bác hoàn toàn yên tâm. Bởi vì những cái dòng máy mà đã gọi là máy xịn thì các bác nhìn cái dây nguồn nó to tổ tráng này. Dây nguồn tiêu chuẩn Mỹ nhá, dây nguồn to tổ tráng này, nhìn cái dây bên trong máy này. Dây nó to đùng này. Con này thì 1300 ở 8 ohm và 4 ohm nó khoảng tầm là 2200 đến 2400. Và có tem QC gì đây? À quen tem QR code. Máy một kênh nhá. Đấy. Công tắc nguồn. Như chiếc xe này thì hiện tại em đang bán với mức giá các bác có thể kêu là đắt. Đó là 5,6 triệu. Chiếc này các bác nhé, 5,6 triệu. Bao ship toàn quốc cho các bác. Máy xịn. Đấy, về chưa có vệ sinh. Đấy. Về chưa có vệ sinh, trong này vẫn còn đầy bụi. Thì năn nữa là em sẽ vệ sinh. Đấy, các bác xem cái biến áp nguồn của nó bám bụi bẩn bao nhiêu năm nhìn này, trông kinh không? Đấy. Này, trông chiêu không? Cái này thì năn nữa em sẽ tháo ra vệ sinh. Con này là máy xịn nha, nó có công tắc liền luôn át này. Chập tải nó sẽ nhảy luôn. Đấy. Và đây là cái dây nguồn con MUF. Đây biến áp của nó rất là to đây. Đấy, biến áp rất là to. Em không nhìn thấy là cái điện áp ở trên biến áp này ghi là bao nhiêu. Nhưng mà con này thì máy xịn cao cấp các bác nhé. Tụ nguồn rất là lớn, 200V 4700. Con này thì lại nhiều tụ hơn. Máy con này với tình trạng về thì cam kết các bác là máy xịn, zin chính hãng của Crest Audio, linh kiện chưa có thay thế. Linh kiện chưa có thay thế về là mở ra có xịt bụi qua thôi. Đấy. Đây dây nguồn, dây các cái đây. Trên đây nó có logo của Crest Audio này. Và con này máy xịn của nó thì lại sử dụng cái con cảm biến, à đâu con này con điện trở mà chơi có kiểu rất là lạ này. Đấy thấy chưa? Một điện trở mà chơi rất là lạ. Đây thế. Máy xịn nhá. Đây mạch miếc linh kiện đây. Tất tần tật đây. Đây. Đây các bác nhìn cái chiếc áp này. Xịn hay không các bác nhìn cái chiếc áp là biết này. Đấy. Nhìn cái chiếc áp của nó lạ đời này. Và trong cái mạch chính của nó thì cũng có Crest Audio. Tụ nguồn máy móc đây. Tụ này thì em xem đây là 75V 15.000mi. 75V 15.000mi. Các bác nhìn thấy không? 75V 15.000mi. Tụ nguồn đấy.
Con này với công suất 700W một kênh 8 ôm, 4 ôm là 1200. Đấy. Thì các bác có thể đánh được các loại loa full đơn, full đôi. Con này mà đánh súp thì chỉ chơi gia đình thôi. Đấy, máy khủng, máy xịn. Đây nó có cái gì đây? Và đây cái con máy này thì em nói luôn nhé, con này là vào 1300 8 ôm. 4 ôm nó khoảng tầm là 2200 đến 2400. Nên là các bác mà đánh con này đánh đám cưới thì đánh được. Đánh súp đơn thôi. Đấy. Một con này là quạt được một đôi súp đơn 50 từ 22 cô trăm, với công suất ra 8 ôm là 1300, 4 ôm là 2200 đến 2400. Công suất ước tính ở 4 ôm, còn 8 ôm thì người ta ghi luôn đây rồi. Mạch TD. Đấy. 4 tụ nguồn. Có đời như này nữa nhưng mà nó sẽ là biến áp nó to hơn. 2 kênh. Con này là mono 1 kênh. Con này thì hiện tại em đang bán với mức giá 3.9 triệu, chiếc này thì là 5.6 triệu, được chưa ạ? Nếu các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé, giá trên là bao ship và hỗ trợ bảo hành cho các bác được 6 tháng. Máy xịn, xịn vẫn thích một quần chứ còn loại hàng có kia hàng fake thì không chơi, được không ạ? Đây, máy của nó nếu mà máy 2 kênh thì nó sẽ đóng nút tụ bên này nữa và nó có cầu đóng cầu chì đây, rồi là các cái nó ra. Đó. Buồn nhìn cái dây nó bó trong kinh thôi. Thì bây giờ cũng khá là muộn rồi thì em sẽ test trong clip lần sau nhé. Clip lần sau thì em sẽ test con này đánh hai chiếc loa nở và con này nó sẽ đánh một cặp súp. Đấy, cấu hình thì tả các bác thế là các bác biết rồi. Máy xịn, nhìn cái dây nguồn nó kinh này. Dây nguồn nó to đùng này, to như ngón chân cái, như ngón tay cái. Dây nguồn to như ngón tay cái. Đấy, còn dây này nó cũng kinh này. Dây này nó mềm, vừa to lại vừa mềm đấy. Xịn. Dây này không nhìn thấy nõi nhưng mà cũng khá là chất. Phích cắm của Hooper Đức này. Phích cắm nguồn của Hooper, con này con thế. Phích cắm nguồn của Hooper. Hooper là thương hiệu của Đức rồi. Đồ của Đức người ta sản xuất thì yên tâm tuyệt đối luôn. Con này là sản xuất tại Trung Quốc nhé. Còn con này là sản xuất tại USA Mỹ. Đời này đời quốc tế, hàng xuất. Còn cái hàng này là hàng lưu hành nội địa và có thể xuất. Đây các bác nhìn thấy cái tem đây, toàn tiếng Trung này. Đấy. Hàng bãi thì về chưa có sửa chữa. Về cái thì em sẽ tháo ra quay luôn. Mua theo kiểu là mua nhiều tí, mua tùm mù, không có thử. Đấy. Thử cái là lại đắt hơn mấy trăm nghìn. Nhưng nếu mà đắt hơn thì chắc có khi là người ta sẽ sửa. Thì bên em sẽ lấy mức kiểu là lấy như này về xong test và vẫn hỗ trợ bảo hành cho các bác. Đấy, vẫn hỗ trợ cho các bác bảo hành được 6 tháng, tất cả cục đẩy bên em bán ra bảo hành 6 tháng nha. Máy xịn, các bác chơi nó yên tâm tuyệt đối luôn. Mạch toàn Crest Audio đây, tất cả mạch miếc đây. Cái này em sẽ review chi tiết trong lần sau nhé. Báo cáo các bác là hôm nay về hàng, về hai chiếc đẩy này. Công nhận mấy con đẩy xanh xanh bán nhanh thật. Hôm kia em về mấy con xe 1500 thì bây giờ còn mỗi con xe 800 thôi, 1500 hết sạch rồi. Đấy. Con này cũng được. cũng được. Đấy các bác nhá. Thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Lần sau em sẽ test, còn bây giờ thì em sẽ vệ sinh máy và test thử. Ngày mai ngày kia em sẽ bê nó ra ngoài trời, quay và đánh thử gần hết công suất cho các bác cùng xem.